Nhiều lúc chính mọi người mới là người chỉ trang cho tôi thông qua những bình luận hay những sản phẩm của mình. Bạn và tôi, chúng ta cùng nhau đạt được sự tỉnh tối. Tôi chắc chắn chúng ta sẽ thành công, sẽ không ai bị lạc trong đó. Chúng có thể là hậu quả của những cuộc đi săn hoặc khi bài tập trước các đối thủ cạnh tranh. Nhưng mà điều thú vị ở đây là tâm lý thất thủ khi trong giai đoạn
chia tay hoặc là ly hôn với đối phương. Mà người đàn ông không muốn điều đó, nhưng đã không có cách nào không còn hy vọng để quay trở lại với nhau, nên đã chọn phương pháp cực đoan, đó là hủy hạn nhau. Cũng có trường hợp là chưa từng yêu nhau luôn, nhưng do bị từ chối nên tức giận mà ra tay. Có thể là nếu không có được em, tôi sẽ hủy hạn em. Rất khác với loại một người đi tìm ở lại ở chỗ là nó không có chuẩn bị tới lần trước, cũng như là không có chuẩn bị bằng tới lần trước. Hủy hoại người nó yêu đồng nghĩa hắn chấp nhận với hủy hoại bản thân theo một cách nào đó, ví dụ như là chấp nhận bị bắt, đầu tư, thậm chí là chấp nhận bị bắt. Một vụ án đặc trưng đã xảy ra ở Thượng Hải vào năm 2016. Nó xảy ra cùng năm và cùng ở Thượng Hải luôn với một vụ án có tên là Cùng Vụ Quán với bạn vợ trong thủy đá mà còn thể nữa. Và cái vụ này nó cũng rất là thương tâm cho cộng đồng nhân vật mạnh. Vào ngày 21 tháng 3 năm 2016, một cô gái đã bị sát hại với một lưỡi dao oai nghiệt do chính người yêu cô gây ra. Cô gái này là đình tử nhỏ thì đánh giá là biến kiểu con nhà người ta ấy, học rất là giỏi, có lựa chọn được tập tại New Zealand ở Hoa Kỳ trong những năm trước đó. Sau khi tốt nghiệp đại học sư phạm Thượng Hải thì cô tiếp tục đi học ở nước ngoài để học lưu quốc Anh. Rồi sau khi trở về thì cô được nhận vào làm thực tập sinh quản lý tại một tập đoàn bắt đầu thế giới các bạn. Cái tập đoàn đó nó có tên là LVM, một tập đoàn xa xỉ nhất thế giới.